Max Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Hồng Vân và Quỳnh Linh kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và sự tài trợ của nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Max Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta hãy gặp gỡ ngay và liền cặp đôi đầu tiên. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba câu, hạt ngọc trời gạo chuẩn, hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Dạ con tự nuôi bản thân và mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Khoảng 15-20 triệu. Trời ơi ngon lành thôi. Hết rồi tôi ngưỡng mộ nó quá. Ưu điểm hiền, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, nhà gái mình giới thiệu về bản thân đi nào con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Huỳnh Như. Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Sanvion Hàn Quốc. Con làm quần mấy Huỳnh Như? Dạ, con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh, dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý, năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là con tự lập sớm, con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người, con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con dạ. Kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Trời giỏi, 21 tuổi giỏi, giỏi dữ vậy. Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều nhiều không? Hừm hừm không? Dạ khoảng 15-20 triệu. Trời ơi ngon lành thôi. Chết rồi tôi ngưỡng mộ nó quá à Linh. Một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này. Ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nói cô nghe coi. Tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con. Cho nên là con không có thích được. Con có thích. Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn đúng không? Dạ. Bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Em thì có một số ưu điểm, cũng đi kèm là một số cái nhược điểm. Ưu điểm hiền, rất là chịu khó, lắng nghe, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng. Em có thể nhờ anh Quyền Linh nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ, có thể là anh Linh dùng thử ở bên kia. Nói dạ. Nghe nè, mời có bên đó mà không mời bên đây á là mệt mỏi đó nghe. Dạ, có. Có cắt sẵn, không có cắt sẵn. Trời ơi, cái gì bình tĩnh đi. Nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chảnh lắm á, bên nhà gái tôi bên đây là vô địch. Trời ơi, xinh quá vậy trời. Ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ấy ha. Ăn bánh đi nhà gái coi sao. Chị đưa cho Quỳnh Như nghe. Chị thay mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ, con cảm ơn cô. Con cắn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi nói chuyện với tôi. Ông ăn đi. Ừ, ngon lắm, ăn thử đi. Quá thơm, quá béo, quá ngậy. Nói nghe nè, để bên đây đi. Phải để bên đây con ơi, chứ bên ông lấy hết á nghe. Dạ. Cái này là ảnh tặng cho con, hiểu chưa? Dạ. Đau lòng. Phải nói là con dễ thương. Dạ, con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Gương mặt con nó không phải là xuất sắc như thế. Dạ. Nhưng thật sự nó hơi giống giống mà rất là xinh luôn.
mấy mối tình rồi? Dạ con cũng có một vài mối tình. Hoài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà không có ai nhường nhịn ai hết, cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính mạnh quá. Thôi được rồi, con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi. Nè, dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, 3 mối tình. 3 rồi hả? Bên dạ. kia một dài, bên đây 3. Mối dài nhất là... hơn một thập niên mà... 3 năm, thì... 3 năm hơn một chút, 3 năm. 3 năm hơn? Dạ. Sao chia tay? Dạ, vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau. Nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi, thấy thương không? Thôi được rồi, bữa nay gặp nhà gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn nha. Con đặt vấn đề luôn, con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có. Có luôn. Tâm lý và chiều chuộng con ơi. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ, dạ thích, con cũng biết thích nấu ăn. Phải thích, trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha, biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1. Tìm không có có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em chỉ muốn người bạn gái của em, cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi, giờ còn mong cái gì nữa. Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị, với lại đồng nghiệp của con. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Quỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích. Nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà Quỳnh Như muốn tìm kiếm. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ, dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn dạ. kết trời ơi. Là những người độc thân chơi chung với nhau. Xin chào anh cô Linh và chị Hồng Vân, chào em gái. Chào em. Các cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là Hành Trình Kết Nối. Một cái group này thì là trên 3.000 người. Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này thì trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương. Và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Anh xin hết rồi. Cảm ơn em. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào. Anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có món quà như vậy nè. Cái này là cái tai nghe. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái cũng như ra đi coi tặng gì nè. Cái này là một hộp quà handmade em tự làm. Cái gì vậy Như? Dạ một cái hộp không thôi cô. Nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm của tụi con. anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi, mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được thôi. Con, cái hộp nó nhỏ lắm con. Rồi, các bạn về chỗ đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời. Quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự là anh rất là nhát gái. Thiệt.
anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người, anh vẫn có thể anh nói được, nhưng mà tự nhiên người đẹp tự nhiên thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân, nó cũng xa, nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đối với anh. Không, nó cũng bình thôi, không có xa đâu. Cũng như là tuổi tác, anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào. Dạ. Nó tiến tới đâu. Dạ. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50% của công việc và 50% của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Anh khai thật luôn. Tại vì anh ở có một mình à. Dạ. Nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bề bộn. Cái đó có gì nếu em không ưng thì anh sửa sao. Em đừng giận anh cái vụ đó. Cái đó dạ. Tội nghiệp anh. Dạ. Em có thích động vật không? Dạ có. Em rất là thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó. Anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng, nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không? Để anh có gì anh sẽ cố gắng. Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ, thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền. Cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không là một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Dạ. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về. Em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì rồi. Em sẽ lập gia đình. Chắc nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi. Tại vì em cũng còn trẻ mà. Dạ. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ và thậm chí là 1 năm, nhưng mà đừng có lâu quá. Anh không thích 2, 3, 4 năm gì, nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Dạ. Tầm 1 năm là vừa. Dạ. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi. Tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen, nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Dạ. Em có hiểu quỹ hồng của anh không? Dạ hiểu. Ok, vậy tốt rồi. Tao giải thích đi cho người ta hiểu, tôi còn không hiểu. Quỹ hồng là cái gì đó? Quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng, mỗi người đều có một cái đồng tiền ra vô. Tuy là cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến đấy luôn, thì nó không có phải xin em hay là không có phải cái gì hết. Để xoay sở đó. Đúng rồi. Dạ. Cái đó là quỹ hồng. Hai đứa đến với nhau nắm tay nhau. Để truyền cảm xúc cho nhau. Mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau. Rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó. Mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt. Em hát được nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lạnh, nơi đây mùa đông là ngày ta xung vầy, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là em thì ai, để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất nói với... Nhìn... Với Phạm Băng Băng nha. Việt Nam đi. Anh chỉ biết... mười mấy năm rồi ế quá trời đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi trở về ghế ngồi, còn bấm nút hay không là quyền của cô ấy.
Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Dạ, dạ nóng nóng trong người. Thấy trái tim mình nói sao? Dạ đang đập rất là mạnh. Bây giờ bạn trai làm một cái thủ tục hôn vào một bên má của bạn gái. Dạ. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ. Này, em gái rất là bản lĩnh cá tính đó nha. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc cho hai em sớm tìm hiểu và thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ. Đây. Chào cô. Nào, Duy đi trước đi, Quỳnh Như đi trước đi. Tuy là con gái nhưng mà lại thích chơi những cái môn của con trai đó. Ưu điểm của em là chịu khó này, cẩn thà và nhiệt tình với bạn bè. Không nhiệt tình với bạn bè quá đôi khi bạn bè hay lợi dụng. Thấy người khác mà ví dụ như mà nói nặng hay bắt nạt gì đó, em hay đứng ra cãi hộ ấy. Đấy, có thể bù trừ đấy. Còn bây giờ Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và tất cả quý vị khán giả hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Cao Cường, quê ở Nam Định. Hiện tại thì em đang sống ở Dĩ An, Bình Dương. Và công việc của em là tài xế. Em năm nay 31 tuổi. Cường 31 tuổi làm tài xế ở Dĩ An, Bình Dương. Mời nhà gái. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Lê Thanh Tâm ạ. Năm nay em 33 tuổi ạ. Em đến từ quê hương Bảy Đoan Hùng, Phú Thọ ạ. Rồi mình làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Em làm ở Thuận An, em ở chỗ nào Thuận An em? Em ở khu V-Ship 1 đó anh. Vậy cũng gần anh ở ngay gần chỗ ngã tư 50 á. Dạ em biết ạ. Bên dưới vòng xoắn phố. Trời ơi, ở sát bên nhau. Mình giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai. Ưu điểm của em là chịu khó này, thật thà và nhiệt tình với bạn bè. Không nhiệt tình với bạn bè quá đôi khi bạn bè hay lợi dụng. Sở trường em là thích nấu ăn cũng ngon. Tốt. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em không hút thuốc, hơi nhút nhát chút. Rồi mày bên mình gái nói nè, ưu điểm của mình là gì, khuyết điểm mình là gì nè? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình. Em cũng có tính tự lập. Tuy là con gái nhưng mà lại thích chơi những cái môn của con trai á, như đá bóng, bóng chuyền hoặc cầu lông. Vậy đó hả? Thể thao tốt mà. Vâng. Em có nhược điểm gì không? Nhược điểm của em là không được, không nói được dịu dàng cho lắm. Dạ, tính cũng hơi lanh chanh á. Dạ. Anh thấy em cá tính mà. Thấy người khác mà ví dụ như mà nói nặng hay bắt nạt gì đó, em hay đứng ra cãi hộ ấy. Cái đấy có thể bù trừ đấy. Đấy. Nên người ta hay gọi là lanh chanh. Dạ. Cá tính quá hả? Và nấu ăn thì cũng không được ngon lắm ạ. Chỉ nấu được bữa cơm gia đình nhỏ nhỏ thôi ạ. Nấu ăn thì đã có anh chị rồi. Từ sẽ học được. Cường có mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình, chia tay gần đây nhất khoảng hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm, tại sao chia tay Cường? Tại vì thời đấy là em đang chạy xe, em với lại công việc của em hay phải đi đường dài nhiều, ít có thời gian. Thứ hai là thời gian quen nhau thì cũng không được lâu. Bây giờ có thời gian để... Thì bây giờ hiện tại thì em đang làm đây thì thời gian rảnh nhiều. Em làm giờ chính không ạ? Em lấy xe gì? Em lái xe tải cẩu. Còn mình mấy mối tình rồi Cưng? Em thì cũng có một vài mối tình nhưng mà chỉ lai dai thôi, được mấy tháng thôi, không được lâu ạ. Lai rai thôi, mối tình vài mối tình lai rai thôi nhá. Mối tình mà làm như nhậu, lai rai. Nhưng mà lý do tại sao lại, mình... Thời gian thì không thấy hợp tính á. Vậy thì bây giờ chị hỏi nè, em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào thì mới hợp với tính của mình? Trước hết là phải cao trên 1m65 ạ. Cao tại em thấp nên em muốn cao để sau này lai tạo giống. Trời ơi. Lai tạo giống. Yeah. Lai tạo giống nữa. Đâu, cái đó là mong muốn đúng mà, mong muốn đúng mà. Không đen quá như anh Quyền Linh là được ạ. Ôi Quyền Linh là đen lắm đấy em ạ. Không thế là được rồi ạ. Anh thế là được rồi. Đen lắm. Anh không hút thuốc được ạ. Em hút thuốc không? Anh thì hút thuốc thì anh bỏ mấy năm nay rồi.
Em cao mét nhiêu vậy? Cao mét 7. Úi giời, cao mét 7 cơ, cao lắm. Đừng có mập quá. Ôi yên tâm, trời ơi, có hết luôn á. Có hỏi không? Thế em... Cái đề tài này nó tế nhị quá, nhưng mà yên tâm là bạn này không hỏi nha. Dạ, đại em hỏi thì cũng không sao ạ. Ừ, được, được, câu này được. Ôi, cảm ơn em nha. Hey, thật được coi em gái coi. Cảm ơn em, hỏi cũng được đúng không? Vâng. Hỏi dễ thương mà. Tốt là người, con người tốt là được ạ. Đúng rồi, hỏi thì hỏi miễn con người tốt là được. Dạ. Quan điểm này anh khoái nè. Dạ. Nãy anh nghe em nói dù hói anh bực mình, anh muốn qua rồi đó. Không ạ. Anh Linh cứ nghĩ là anh hói, mà rõ ràng ở tuổi này mà cái tóc như vậy là nhiều, không có bị hói một tí nào cả. Như anh Linh như này là quá đẹp rồi. Quá đẹp. Dạ. Đấy, dạ. Da thì da bánh mật, quá đẹp. Dạ. Là ao ước của nhiều người. Vì anh xô đẹp. Đi hôm nay có 10 ngày, ngoài nắng nó đen vậy thôi. Chứ thường nó cũng không có đen, nó mất vậy ha. Con trai đen, mà đen giòn đẹp ạ. Đen giòn đẹp ha. Dạ. Được, tốt. Cái gái này dễ thương quá nha. Quá dễ thương, quá duyên dáng như lai, vậy là. Lai vài mối tình là được ha. Bạn này bên đây là tới 90% theo cái yêu cầu của bạn này. Đẹp trai nha. Dạ. Đẹp trai đấy. Vấn đề là bây giờ bên đây nè. Ừ. Bên đây người ta yêu cầu như thế nào nè. Bây giờ em yêu cầu nhà gái bên chị sao nè. Để chị trả lời luôn cho em biết nè. Em thì yêu cầu thì bạn nữ chịu khó lo làm là được rồi. Lo làm việc xã hội hay là lo làm việc nhà? Việc xã hội cũng như việc nhà, làm kinh tế mình không cần tiền nhiều tiền ít. Đã mình em có thể lo được. Hay quá. Miễn sao bạn ấy phải có việc làm. Có việc làm. Hay. Lễ phép là được rồi. À. Vậy thôi, yêu cầu của em thì đơn giản. Vậy thì dễ. Đơn giản thế thôi. Thế thôi, hỏi ý kiến gia đình. Đúng rồi. Ừ, để xem người thân có ý kiến sao. Đúng rồi đó Vân. Em đi với ai vậy? À, em đi mấy chú. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị. Dạ. Rồi, chào anh. Chào bên nhà gái. Tôi là Đinh Văn Phương, là chú ở Dũng Cường. Bố mẹ cháu thì ở ngoài quê, còn ở trong này thì cũng gần các chú, thì chú họ thì cũng giống như chú ruột thôi. Có công việc gì thì cũng xung tụng để chia sẻ. Xa cha thì có chú ở gần mà. Cháu Cường nhà chú thì cũng ngoan, hiền và chịu khó, ít chơi bời. Mà cũng có thể ít chơi bời quá, thành ra là bây giờ mới chưa có gia đình. Bạn gái thì cũng đặt cái yêu cầu mà đang cháu đang mong muốn. Được. Được. Chú thấy được. Chú thấy được là được rồi. Cảm ơn chú. Mong là cháu bấm nút. Này, rồi. Chú nhắn nhủ rồi đó. Còn em đi với ai vậy? Em đi với anh trai và một số bạn bè ạ. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Tôi là Lê Xuân Vương, là anh trai của bạn Tâm. Qua tiếp xúc và cách nói chuyện của bạn Nam ở bên này thì tôi thấy đánh giá là bạn là cũng là một người là tương đối chín chắn rồi. Cũng chững chạc, lịch sự. Thì bạn cho mình hỏi là bạn đã làm tài xế được lâu chưa? Em làm được 8 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Bạn hiện tại đang ở cùng với một mình hay ở cùng với bạn hay cả ở giờ, hiện tại thì em đang ở một mình, em ở trọ. Đã tự lập, đã ở trọ một mình. Đúng thì rồi. Chắc cũng lo tốt được cho gia đình. Hy vọng là các bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội tốt hơn nữa để cái nợ nó đến với nhau. Có thể là tôi sẽ được làm anh của bạn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Thôi, thế chúng ta mở rào nha anh rồi, Chu mở ơi. Mở rào. Rồi, mở rào nào. Anh có bó hoa tặng em. Bó hoa này là không phải bó hoa tươi mà là hoa vĩnh cửu, em có thể là lưu giữ làm kỷ niệm được mãi mãi. Em chúc có quà tặng anh ạ. Đây là cây phong thủy, em hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh. Em nghĩ gì khi anh nghề nghiệp là tài xế? Nghề nào cũng là nghề mà anh cốt là công việc làm đồng hành chính đáng là không sao. Anh gặp em thì thấy thế nào ạ? Có đúng với tiêu chuẩn của anh không? 80-90%. Em thấy anh đen. Tài xế mà ra như này là đẹp rồi ạ. Anh làm thì có thời gian được nghỉ nhiều không anh? Thì hầu như là anh làm thế cũng giờ chính thôi. Còn một tháng có thể là một hai buổi là anh phải đi giao hàng buổi đêm. Tại vì đường thành phố nó cấm. Thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không anh? Không, anh nghỉ chủ nhật thôi. Thứ bảy thì vẫn làm được. Em thì cũng nghỉ chủ nhật thôi ạ. Nếu mà sau này ví dụ như tiến xa thì về kinh tế thì ai quản anh? Cái đấy thì đương nhiên cái giờ thì anh cũng đang mong muốn có người để giữ hộ ngân khố. Chứ một thân mình thì cũng hay tiêu pha lung tung, rồi bạn bè này cũng nhiệt tình quá thì mượn cho mượn hết, chơi bạn thì hết lòng, bạn chơi mình hết hồn. Anh có phải là người hay ghen không?
Ghen thì có một chút ghen. Tại tính em hòa đồng nên em hay thích chơi với nhiều bạn trai. Nói chuyện cái giọng tình cảm lên giùm thì tôi cái được không? Giống như là điều tra xét hỏi vậy cô gái. Anh có thể tặng em bài hát không? Dạ. Rồi đứng lên nắm tay bạn gái, hát đi nào. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Em muốn xin hát vài câu trong bài Biển Tình ạ. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi. Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Thế rồi ạ. Là đắm say tình mới thôi là đủ rồi đó, dạ. Đó. Cái này là thay lời muốn nói đó nha em. Dạ, em nghĩ gì về anh? Em thấy anh cũng là người chân thật. Tình cảm của mình ấy thì em khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân? Em thì tùy vào tình cảm vậy thôi, nhưng mà sau chơi thì mình tiến xa thì mình thấy lúc nào thì mình có thể lúc đấy ạ. Anh thì có thể là 6 tháng hoặc là sang năm sau hoặc là 1 năm. Quan điểm thì con cái, con trai, con gái. Em thích, thích con trai, gái. Em thì con nào cũng được, trời cho con nào thì mình hưởng con đó. Có con là tốt rồi. Đúng rồi. Anh thì thích mấy đứa? Anh thì 1 hay 2 rồi. Em thích 3. Nhà đông con về vui mà anh. Thì cũng được thôi. Thì anh thì cháu rất nhiều lắm, đông lắm, cũng vui. Ừ. Nhà thì đông cháu lắm. Em muốn sau này ở đâu? Em thì ở đâu cũng được, cốt ở đâu phát triển được là được ạ. Em làm dâu có... Làm dâu em có... Dạ em không sao, em thích làm dâu ạ. Vì tốt rồi, thích làm dâu. Em hỏi vậy thôi, chứ còn nếu mà anh cũng thích ở trong này, phát triển cuộc sống trong này, sau này tương lai thì sẽ chắc chắn là sẽ ở trong này. Em thì lấy chồng đi đâu theo đấy ạ. Dạ. Rồi, chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Hai bạn này nói chuyện với nhau cứ như họp chi bộ ấy. Rồi ạ. Đây, xếp vào đây. Đúng rồi, từ từ tìm hiểu sau. Nào. Đấy, anh bảo rồi. Anh có lệnh truyền rồi. Cứ bấm đã rồi tìm hiểu sau. Sau và tiến đếm chúng ta sẽ quyết định xem bấm hay không bấm. Chưa đếm bấm rồi. 1, 2, 3. Đấy, bấm luôn rồi. Nào, nắm tay nhau đi. Đó. Em xin phép anh quen em gái của em, của anh. Em hứa sẽ chăm lo cho em, nếu mà tình cảm của mỗi ngày đi lên. Anh hy vọng là các em sẽ cố gắng tiến xa tình cảm hơn nữa. Đấy, còn đây, đây nói chuyện với chú. Chào chú ạ. Dạ nếu mà sau này chú con có tiến xa hơn thì con hứa sẽ hiếu thảo với gia đình anh đấy ạ, chăm sóc gia đình tốt ạ. Rồi, tốt. Rồi. Bây giờ chúng ta làm cái thủ tục không thể nào mà không làm được, đó là hôn vào gò má của bạn ấy nào. Nào hai đồng chí. Xin phép anh toàn thể. Sau khi họp chúng tôi. Rồi. Hôn chứ mà khổ gì. Hôn tao ôm tay đàng hoàng coi sao mày hôn mà khổ thế. Nó vẫn khổ. Đâu nào, ôm sát bên nhau để tay nó đẹp. Mấy nữa về tập luyện sau ạ. Không, hôn luyện hôn cho nó thoải mái nào. Làm lại coi đừng có khổ nào. Nào đây này, thẳng thớm lên nào, tư lực tư thế cứ như cầm vô lăng ấy. Này, rồi. Đấy. Đây. Gì đâu mà hôn mà. Khổ quá trời luôn. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi ôm đây. Rồi, đưa nhau đi học, đi bộ. Nha. Cảm ơn chương trình. Đi bên này. Đi bên này cưng, có cái bậc tam cấp bên này. Rồi bạn gái đi trước nè. Đáng yêu quá trời. Rồi đi luôn này, đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một ngày rất là tuyệt vời. Với hai cặp đôi, họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Chúc cho hai cặp đôi sẽ sớm tìm hiểu nhau
để chúng ta có thể về chung một nhà quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hồng Vân, Ngọc Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lưng dài là cỡ nào mới dài? Dạ là nhìn vô mà thấy cái lưng dài hơn cái chân á. Sao mới là hói? Dạ là em có ý gì? Nói đi, thì ngại đâu. Dạ như lưng anh Nguyễn Linh vậy là chưa có hói. À được. Dạ. Thành mình sẽ giống dữ vậy trời. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống vậy trời. Chắc này linh tính á, cái giác quan thứ sáu mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức nội, nhìn nó nhớ này. Dạ. Hoặc chúng ta có thể đón xem vào giờ quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.